chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép mọc con chim thiên nga như thế này. Mà các bạn cùng theo dõi mình làm nha. Đầu tiên chuẩn bị giấy A4 có kích thước là 20x20cm. Ta bắt đầu gấp hai đường chéo. Tiếp tục kết một đầu này vào chính giữa này. Ta cũng mở ra giữa phần này, ta chia ra làm ba. Phần chữ này ta cũng cắt thành thế này. Ta lại tiếp tục cắt hai đầu này vào chính giữa. Lấy một điểm chính giữa và ta gấp đầu này ngược trở qua. Bên đây ta gấp ngược trở lại. Và phần này ta lập ngược trở xuống. Và phần này ta gấp xuống đây. Sau đó ta gấp ngược trở lên. Và bằng phần này ta gấp luôn.
đây. Cũng rất nhiều vào trong. Và ta tiếp tục các phần này, ngược lên này. Vậy bây giờ ta đã hoàn thành được con chim thiên nga như thế này.